Như mọi người biết thì ánh sáng luôn là điểm mấu chốt dành cho những chuyến đi đêm. Vậy làm sao để những chuyến đi ấy được an toàn? Thì ngay kế bên em là chiếc Mitsubishi Pajero Sport đến để nâng cấp đèn. Ánh sáng zin trước kia của chiếc xe đã yếu dần, cùng với đó là khả năng di chuyển ở trong nội thành hay là ngoại thành rất là nguy hiểm. Chính vì vậy, anh chủ đã quyết định nâng cấp một cặp pin laser X6 Pro đến từ thương hiệu X-Line để chuyến đi được an toàn và đảm bảo hơn. Đặc biệt, đây là sản phẩm độc quyền của thương hiệu X-Line dành cho hệ thống Autobus 65. Không những vậy, hệ sinh thái X365 còn có X3 Pro và X5 Pro. Để nói về cấu hình ánh sáng của X6 Pro thì được trang bị 9+3 chip LED tâm cốt có laser cho ra công suất khoảng 75W, cùng với đó là độ phủ rộng, trải đều và đường cắt cốt sắc nét. Pin laser X-Line X6 Pro được trang bị diốt laser 15W nên ánh sáng pha sẽ có công suất khoảng 85W, ánh sáng pha cao, gom tại tâm và tầm chiếu xa có thể lên đến 1 cây số. Đây là dòng pin laser nên sẽ hỗ trợ cho các anh di chuyển an toàn khi đi với vận tốc cao như là đi cao tốc. Đây là ánh sáng cốt với nhiệt màu là 5000K, ánh sáng trắng pha vàng sẽ không làm khó chịu cho mắt. Các anh có thể thấy khi mà em ngồi đã thấp như vậy rồi nhưng mà ánh sáng sẽ không hề chói cho mắt phía đối diện của người lái. Với chế độ bảo hành là 36 tháng nên là các anh cứ yên tâm lắp đặt cũng như là yên tâm di chuyển. Còn mấy anh muốn lắp đặt pin laser X-Line X6 Pro thì có thể ghé qua Autobus 65 Thủ Đức tụi em hoặc liên hệ tới số hotline 0365 365 365 để được tư vấn và hỗ trợ.